là một phương pháp chữa bệnh của người Việt Nam trong hệ thống y học của nhân loại. Chiên chấn là phương pháp điều chỉnh cơ thể của mình tự chữa bệnh và tự phục hồi chức năng cho các bệnh đối với những ngoại vi hoặc là nội tạng cơ thể. Diện chẩn đầy đủ là diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Tất cả các sinh huyệt báo lên đều mang ý nghĩa bảo vệ. Khi chúng ta tác động vào từng sinh huyệt thì đồng nghĩa chúng ta điều chỉnh cái bệnh mà những sinh huyệt báo. Có những bệnh mang tính chất mãn tính thì buộc chúng ta phải kết hợp đồ hình phản chiếu hoặc đồ hình tổng ứng, huyền công hoặc là các hệ thống huyệt đạo của diện chẩn trên mặt cũng như về mặt da toàn cơ thể. Diện chẩn đem lại sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc cho các bệnh nhân cũng như là những người khỏe mạnh. Nếu không muốn bị bệnh, hãy thực hiện những điều diện chẩn cho phòng chống bệnh tật. Xin các bạn hãy tìm hiểu diện chẩn và tìm thấy sự yên tâm của diện chẩn trong công tác chữa bệnh hoặc là phòng chống sức khỏe cho bản thân và người thân mình. Vâng, tôi xin hết.